Xin kính chào cô bác đang theo dõi kênh Sống An Lạc. Như cô bác đã biết, nước chiếm đến 75% trọng lượng cơ thể của cô bác. Vì thế nên, việc cung cấp đủ nước sẽ giúp cho việc điều chỉnh mọi hoạt động của cơ thể cô bác, từ chức năng não, hoạt động trao đổi chất đến việc tiêu hóa, được hoạt động hiệu quả hơn. Thế nhưng, hầu hết cô bác thường có thói quen chỉ uống nước khi khát. Nhưng cô bác lại không hề biết rằng, khi cô bác càng nhiều tuổi thì cơ chế cảnh báo cơn khát tự nhiên của cơ thể sẽ trở nên kém nhạy cảm hơn. Điều này sẽ khiến cô bác dễ bị mất nước. Do đó, cô bác cần phải nắm rõ được những thời điểm vàng mà cơ thể của cô bác cần được bổ sung nước để nuôi dưỡng các tế bào trong cơ thể. Vậy nên trong video này, tôi xin được chỉ ra 5 khung giờ mà cô bác nên uống nước để mang lại hiệu quả gấp đôi, giúp cơ thể kháng lại bệnh tật, cả đời không cần mua thuốc cô bác nhé. Thời điểm đầu tiên mà cô bác nên uống nước đó là vào buổi sáng sau khi thức dậy. Nhiều cô bác ở đây nếu hỏi điều gì quan trọng nhất vào mỗi buổi sáng thì phần lớn câu trả lời mà cô bác nghĩ ngay đến đó chính là một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Cũng chính vì thế nên ít cô bác nào thường uống một cốc nước lọc ngay sau khi vừa vệ sinh răng miệng xong. Thay vào đó cô bác thường chỉ uống sau khi ăn sáng đúng không ạ? Cũng dễ hiểu cho cô bác bởi vì vào buổi sáng cơ thể sẽ ít khi phát ra tín hiệu rằng cô bác đang cảm thấy khát. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cơ thể của cô bác không cần nước đâu nhé. Cô bác cứ để ý mà xem, vào mùa đông các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều khuyên rằng cô bác nên uống nước đầy đủ, đặc biệt là vào buổi sáng sau khi thức dậy. Thế nhưng, nhiều cô bác nghĩ rằng lời khuyên này chỉ để giúp cô bác tránh tình trạng khô da, nứt nẻ môi mà không hề biết rằng thực chất vào lúc này máu của cô bác rất dễ bị cô đặc. Cơ thể thiếu nước dẫn đến tình trạng viêm họng, táo bón. Điều đáng nói, nếu như cô bác cứ tiếp tục không chịu uống nước trong thời gian dài thì tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn. Đặc biệt là đối với những cô bác có thói quen vừa bước xuống giường là tập thể dục ngay, cơ thể sẽ bị thiếu hụt lượng nước trong suốt thời gian vận động, từ đó dẫn đến bệnh tim mạch và huyết áp đấy cô bác. Hơn nữa, sau một giấc ngủ dài từ 6 đến 8 tiếng, cơ thể của cô bác đã không được cung cấp nước, nên chắc chắn sau khi ngủ dậy, việc quan trọng đầu tiên mà cô bác không được quên đó chính là uống nước. Nhiều cô bác nghĩ việc này cũng không quan trọng lắm, nhưng đó là cô bác không biết đó thôi. Ngoài việc có nguy cơ bị tim mạch và tiểu đường, thì một số triệu chứng khác có thể tìm đến cô bác bất cứ lúc nào, đó là đau nửa đầu, đau thắt ngực, khó tiêu, tăng huyết áp. Trong khi đó, chỉ với một cốc nước độ khoảng 300ml thôi là cô bác chẳng hề mất gì, mà ngược lại còn giúp cơ thể của cô bác khỏe mạnh hơn, đồng thời giúp giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nữa đấy. Vì vậy, cô bác nên uống nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng để kịp thời bù nước cho cơ thể và khởi động ngày mới đầy sức sống nhé. Tốt nhất cô bác hãy đợi khoảng 30 phút cho nước ngấm đến tất cả cơ quan nội tạng rồi mới tập thể dục. Như thế, cô bác sẽ thúc đẩy hoạt động của hệ tuần hoàn, giảm độ kết dính của máu, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, cô bác nên lưu ý rằng uống nước lạnh vào mỗi buổi sáng có thể gây cảm giác khó chịu, vậy nên cô bác có thể khắc phục bằng cách uống một cốc nước ấm và uống từ từ. Bên cạnh đó, cô bác có thể hòa thêm một ít mật ong vào nước, sẽ dễ uống hơn, đồng thời hạn chế tình trạng hạ đường huyết khi vận động vào buổi sáng của cô bác nữa đấy. Thời điểm tiếp theo mà cô bác nên uống một cốc nước, đó là vào trước bữa ăn. Như tôi cũng đã nói, hầu hết các cô bác ở đây thường chủ yếu uống nước sau khi ăn. Bởi vì ăn xong thì cô bác thường dễ bị ợ hơi hoặc là cảm thấy đầy bụng, nên cô bác uống nước luôn cho dễ trôi đúng không ạ? Tuy nhiên cô bác nên nhớ rằng những điều này là hết sức bình thường cô bác nhé. Sau khi ăn xong thì dạ dày của cô bác cũng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể tiêu hóa được thức ăn. Vậy nên, nếu cô bác hôm nào ăn có hơi quá no thì tuyệt đối không nên uống nước luôn. Mà thay vào đó, để hệ tiêu hóa của cô bác được hoạt động tốt hơn cũng như giúp cơ thể dễ dàng hấp thu các chất dinh dưỡng hơn thì cô bác nên nhớ uống nước trước khi ăn cô bác nhé. Hơn nữa, theo các nghiên cứu đã chứng minh và khẳng định, việc cô bác uống nước trước khi ăn sẽ giúp cô bác hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh táo bón nữa đấy. Đặc biệt, cô bác nào ở đây đang có ý định giảm cân thì việc uống một cốc nước độ khoảng 300ml sẽ giúp cô bác hạn chế cơn thèm ăn, tăng cường cảm giác no và giảm lượng tiêu thụ thức ăn của cô bác trong bữa ăn đó. Tuy nhiên, cô bác nhất định phải nhớ kỹ cho tôi là nên uống nước
trước bữa cơm từ 30 phút đến 1 tiếng cô bác nhé. Ngược lại, nếu như cô bác uống quá gần bữa ăn thì lúc này nước sẽ làm loãng dịch vị tiêu hóa của cô bác. Như vậy khi ăn cô bác sẽ không còn cảm thấy vị ngon nữa đâu ạ. Thời điểm thứ ba vô cùng quan trọng mà cô bác cần phải uống nước đó là trước và sau khi tập thể dục. Tôi biết nhiều cô bác ở đây vô cùng chú trọng đến sức khỏe của bản thân. Vậy nên mỗi ngày, dù có bận đến đâu thì cô bác vẫn dành ra ít nhất từ 30 phút đến 1 tiếng để luyện tập thể dục thể thao. Điều này thì rất đáng được hoan nghênh cô bác nhé. Bởi vì việc cô bác tích cực tập luyện cũng sẽ giúp cô bác cảm thấy yêu đời và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Thế nhưng chắc chắn ít nhiều cô bác ở đây trong quá trình luyện tập thì thường uống nước để giải khát. Tuy nhiên cô bác lại không hề biết rằng thời điểm vàng mà cơ thể của cô bác cần được cung cấp nước đó chính là trước và sau khi tập thể dục. Theo các chuyên gia về thể lực cho biết, dù là thể dục hay là cô bác tham gia vào bất kỳ hoạt động thể chất nào, nhiệt độ của cơ thể cô bác đều sẽ tăng lên. Để loại bỏ nhiệt độ bổ sung này, cơ thể của cô bác sẽ tiết ra mồ hôi nhằm giúp cô bác hạ nhiệt. Mà cô bác biết rồi đấy, mồ hôi bao gồm các chất điện giải như là natri và nước, đó cũng chính là lý do vì sao mà cô bác cần bổ sung nước cho cơ thể. Một lý do nữa mà cô bác nên nhớ kỹ sau khi tập thể dục xong cần uống nước, bởi vì uống nước sẽ giúp cơ thể của cô bác sớm phục hồi năng lượng đã mất trong quá trình luyện tập. Bên cạnh việc cung cấp đủ nước cho cơ thể, chất lượng nước cũng là yếu tố quan trọng mà cô bác không được bỏ qua đâu nhé. Có thể nhiều cô bác ở đây sẽ chưa biết, nước tinh khiết giúp cô bác điều chỉnh được thân nhiệt của cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng, loại bỏ các chất thải, đồng thời tiêu hóa thức ăn, bôi trơn các khớp của cô bác nữa đấy. Nếu không tin, cô bác cứ thử để ý mà xem, uống nước sau khi tập thể dục xong, cô bác sẽ có cảm giác như bản thân lấy lại được tinh thần, cơ thể cũng nhờ đó mà khỏe khoắn hơn. Ngược lại, nếu như cô bác không uống nước đầy đủ trước khi tập thì chắc chắn cô bác sẽ không thể phát huy tối đa sức mạnh chơi thể thao của bản thân và còn có thể cảm thấy mệt mỏi, bị chuột rút, chóng mặt hoặc là có triệu chứng khác nghiêm trọng hơn. Do đó, trước khi tập thể dục, cô bác nên uống một cốc nước từ 250 đến 350ml và sau khi tập thì nên bổ sung nước nhiều hơn một chút từ 300 đến 400ml tùy theo nhu cầu mà cơ thể cô bác cần nhé. Thời điểm tiếp theo mà ít cô bác nào biết đến đó là uống một ly nước trước và sau khi tắm. Chắc chắn cô bác sẽ phải công nhận với tôi rằng uống nước trước và sau khi tắm là việc làm mà nhiều cô bác ở đây không hề biết đến. Hầu hết cô bác đều nghĩ rằng khi tắm thì cơ thể của cô bác tiếp xúc với nước nên việc mất nước trong khi tắm là không thể xảy ra. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cô bác mà thôi, bởi vì trên thực tế, khi tắm, cơ thể của cô bác sẽ lạnh hơn, nên cơ thể sẽ phải huy động năng lượng để cân bằng thân nhiệt, đồng nghĩa với việc là cơ thể cần nước để giải nhiệt bên trong. Vậy nên trong lúc tắm, cơ thể của cô bác vẫn bị mất nước đấy nhé. Hơn nữa, trong khi tắm, lỗ chân lông của cô bác không ngừng tiết ra mồ hôi để làm mát cơ thể và bài tiết chất độc. Không phải chỉ khi vận động mạnh thì cơ thể của cô bác mới tiết ra mồ hôi đâu nhé, mà khi tắm, mồ hôi thoát ra nhiều hơn bình thường. Thế nhưng, vì bề mặt da của cô bác đang tiếp xúc với nước nên mồ hôi sẽ bị trôi theo mà khiến cho cô bác không cảm nhận được. Do đó, mỗi lần tắm, cơ thể của cô bác thường bị thất thoát đi một lượng nước lớn làm cho da dễ bị khô. Vì vậy, trước và sau khi tắm thì cô bác nên uống một ly nước để bù đắp lượng nước bị thất thoát cũng như là giữ ẩm tốt hơn cho da nhé. Chưa kể tôi biết nhiều cô bác ở đây vì bận rộn hoặc là do một vài trường hợp bất khả kháng mà phải tắm muộn sau 9 giờ tối. Và có lẽ nhiều cô bác ở đây cũng đã biết việc tắm muộn có thể khiến cô bác dễ mắc đột quỵ đúng không nào? Thế nhưng nếu để cơ thể khó chịu vì chưa được làm sạch thì ắt hẳn cô bác cũng sẽ khó có được một giấc ngủ ngon. Vậy thì tôi xin chia sẻ cho cô bác một mẹo nhỏ, đó chính là uống nước trước khi đi tắm. Điều này sẽ giúp cơ thể của cô bác cân bằng, tránh hiện tượng dính máu, từ đó nguy cơ bị đột quỵ cũng sẽ giảm xuống. Thế nhưng an toàn nhất thì tôi vẫn khuyên là cô bác không nên tắm muộn vào ban đêm cô bác nhé. Thời điểm thứ 5 mà cô bác nên uống nhiều nước, đó là lúc cô bác đang bị ốm, sốt. Cô bác nào ở đây chắc chắn cũng đã một vài lần bị ốm sốt rồi đúng không ạ? Trong lúc cơ thể của cô bác luôn cảm thấy mệt mỏi, không thôi, thì ắt hẳn cô bác nào ở đây cũng đều chẳng thiết gì ăn uống nữa.
thậm chí là nhiều cô bác chỉ muốn nằm yên một chỗ để nghỉ ngơi mà thôi. Thế nhưng cô bác nên nhớ kỹ rằng mệt mỏi chính là biểu hiện cho thấy cơ thể của cô bác đang thiếu nước. Vậy nên một cốc nước sẽ giúp kích thích cơ thể của cô bác hoạt động tốt hơn, đồng thời dễ dàng tiêu diệt và đào thải virus ra khỏi cơ thể của cô bác đó nhé. Đặc biệt, với những cô bác bị sốt cao thì rất dễ khiến cho cơ thể bị kiệt sức do mất nước. Nếu cô bác không uống kịp thời thì sẽ gây nguy hại cho sức khỏe. Điều này được các chuyên gia sức khỏe giải thích rằng khi bị sốt thì cơ thể của cô bác sẽ có cơ chế tự bảo vệ bằng cách hạ nhiệt độ để làm mát bằng cách thở gấp. Sau mồ hôi, hơi ẩm trên da sẽ bốc nhanh. Lúc ấy thì tất nhiên cơ thể của cô bác sẽ có nhu cầu bổ sung một lượng nước rất lớn để bù vào lượng nước mất đi từ cơ chế nêu trên. Bởi vậy, khi bị sốt, để giúp cho quá trình phục hồi sức khỏe thì uống đủ nước luôn là việc làm cần thiết mà cô bác không được quên đâu nhé. Chung quy lại, nước vô cùng có lợi cho sức khỏe của cô bác, vậy nên cô bác hãy đảm bảo uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ lạc quan, tránh suy nghĩ lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu đó nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.